Thưa quý vị, cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bị khai có liên quan đến việc mua AVG làm thất thoát ngân sách 280 triệu Mỹ Kim. Tin từ Hà Nội, cựu Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Cộng sản là Nguyễn Bắc Son khai rằng ông ta thực hiện việc mua 95% cổ phần của công ty cổ phần Nghe Nhìn Toàn Cầu, viết tắt là AVG, theo lệnh của Thủ tướng Cộng sản khi đó là ông Nguyễn Tấn Dũng, một thương vụ làm thất thoát ngân sách nhà nước khoảng 6.590 tỷ đồng, tức là khoảng 280 triệu Mỹ Kim. Trong ngày thứ ba của phiên tòa, xét xử hai cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn cùng 12 đồng phạm bị đưa ra xét xử từ ngày 15 tới tháng 12 về các buộc liên quan đến việc công ty Mobifone thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông Cộng sản dùng vốn nhà nước để mua AVG với giá trị bị thổi lên từ 2.300 tỷ đồng lên đến 8.500 tỷ đồng. Người bán là ông Phạm Nhật Vũ, chủ tịch của AVG và là em trai của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, người được cho là giàu nhất Việt Nam với tổng tài sản hơn 9 tỷ Mỹ Kim. Sau khi thương vụ trót lọt thì Vũ đã đút lót nhiều triệu Mỹ Kim cho Bộ trưởng Son và Tuấn, khi đó là Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Cộng sản Việt Nam cùng nhiều viên chức cao cấp của Mobifone. Tuy nhiên thì nhiều khả năng là nhiều viên chức cấp cao hơn cũng đã được chia phần. Việc ông Son khai ra vai trò của ông Nguyễn Tấn Dũng có thể dẫn tới việc bắt cựu thủ tướng này, một đối thủ chính trị trước kia của chủ tịch nước kiêm tổng bí thư Đảng Cộng sản Nguyễn Phú Trọng, người muốn kỷ luật ông Dũng khi ông này còn đang tại vị, nhưng đã bị Ban Chấp hành Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền không đồng ý.